Tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo. Các bạn có thể xem từng cung tại phần mô tả và bình luận của video này. 1. Bạch Dương. Tử vi tháng 12 năm 2023 của Bạch Dương dự đoán những nhiệm vụ thú vị. Bạn sẽ có chồng chất việc phải làm nhưng sẽ được giải quyết hoàn hảo trước khi nghỉ lễ. Bạch Dương sẽ có những triển vọng tươi sáng. Nếu cuộc sống cá nhân của bạn không suôn sẻ, đã đến lúc bạn phải tự mình giải quyết vấn đề. Có lẽ đã đến lúc chính thức hóa mối quan hệ của bạn. Mọi thứ sẽ ổn trong lĩnh vực tài chính, Bạch Dương sẽ có thể tăng số tiền tiết kiệm bằng cách đầu tư vào các dự án sinh lời. Trăng tròn vào tháng 12 khuyến khích sự tập trung, điều này cho phép bạn phân bổ nguồn lực một cách chính xác. Cuộc sống gia đình sẽ khởi sắc trong những ngày đầu tháng 12. Tất cả những người yêu nhau sẽ được hưởng lợi cả vợ chồng lâu năm cũng như những cặp đôi mới cưới. Theo tử vi cung Bạch Dương, các mối quan hệ sẽ thay đổi đáng kể và đạt đến một tầm cao mới. Đây là thời điểm thích hợp để cùng nhau nghỉ ngơi, thảo luận về các kế hoạch trước mắt và lập ngân sách. Vì sao Kim ở Thiên Bình, những cánh cửa mới sẽ mở ra trước Bạch Dương, phần lớn nhờ vào sự giúp đỡ của những quý nhân bạn có thể tham gia các lớp học diễn xuất để gây ấn tượng với mọi người bằng tài hùng biện. Hơn nữa, trong thời gian này, sự sáng tạo sẽ chiến thắng tư duy lý tính. Những cách kiếm tiền vào giữa tháng là đủ, tình hình tài chính sẽ được cải thiện. Một sự kiện vui vẻ sẽ hỗ trợ con đường đi đến thịnh vượng, các đối thủ sẽ rời khỏi cuộc chơi, mở ra một sân chơi rộng lớn để bạn thử nghiệm. Tử vi chung cho tháng 12 năm 2023 của Bạch Dương khuyên bạn không nên quá bận tâm vào một lựa chọn, thay vào đó, hãy kết hợp các loại hoạt động khác nhau. Sao thủy ở market sẽ giúp sắp xếp cuộc sống hợp lý hơn bằng cách làm nổi bật những điểm mạnh. Bạch Dương sẽ hiểu cách hành động để mọi việc đã lên kế hoạch được hoàn thành đúng thời hạn. Mọi thông tin không cần thiết sẽ được lọc ra, giảm thiểu khả năng lãng phí năng lượng sẽ có lúc bạn nên tiếp cận cấp trên về việc tăng lương. Đến cuối tháng 12, sự mệt mỏi vì cơn lốc của các sự kiện có thể đã tích tụ. Sự bất mãn cuối cùng sẽ biểu hiện dưới dạng những cơn bốc đồng. Theo tử vi tháng 12, không có gì quan trọng hơn việc trở lại bình thường với Bạch Dương. Để tránh lãng phí thời gian, bạn nên tuân thủ nghiêm ngặt các nhiệm vụ. Bạch Dương sẵn sàng chấp nhận rủi ro dưới danh nghĩa đổi mới cuối cùng tử vi sức khỏe mang đến một số tin vui cho bạn cả về thể chất lẫn tinh thần sức khỏe thể chất của bạn sẽ được cải thiện tuy nhiên do sự phát triển nghề nghiệp của bạn bị suy giảm bạn sẽ gặp phải các vấn đề liên quan đến căng thẳng bạn có thể loại bỏ chúng bằng cách thực hành các kỹ thuật thư giãn để duy trì sức khỏe thể chất bạn cũng nên tuân thủ chế độ ăn kiêng và tập thể dục lời khuyên chiêm tinh các vị trí hành tinh có lợi giúp Bạch Dương đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Sẽ có những trở ngại trên con đường dẫn đến thành công của bạn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của sao Hỏa, mặt trời và sao Thủy, bạn sẽ có được sự tự tin và đạt được mục tiêu. 2. Kim Ngưu. Tháng 12 sẽ rất thú vị với bạn. Theo tử vi tháng 12 của cung Hoàng đạo Kim Ngưu, tháng bắt đầu một cách tốt đẹp và tích cực bạn sẽ nhận thấy những thay đổi trong tháng do ảnh hưởng của sao kim. Do đó, bạn phải thận trọng khi đưa ra những quyết định quan trọng. Theo tử vi tình yêu, sau tuần đầu tiên của tháng này, mối quan hệ của bạn sẽ có rất nhiều rắc rối. Mối quan hệ của bạn sẽ trải qua những biến động và bạn có thể tin rằng đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ. Nhưng đừng bỏ cuộc vì với sự giúp đỡ của sao kim, mọi việc sẽ được cải thiện vào cuối tháng. Tử vi tài chính của bạn dự đoán tổn thất trong các khoản đầu tư rủi ro. Để đưa ra quyết định tài chính tốt hơn, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính. Để đảm bảo sự giàu có, bạn cũng nên cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác. Hơn nữa, bạn nên tạm dừng các kế hoạch mở rộng kinh doanh và đầu tư mạo hiểm hiện tại. Tử vi sự nghiệp dự đoán một số tin tức thú vị dành cho những người đang đi làm trong tháng này bạn có thể mong đợi được thăng chức và thưởng bằng tiền sau những tháng làm việc chăm chỉ bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp trong việc hoàn thành dự án tuy nhiên trước khi bắt đầu tìm kiếm một công việc mới bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi sao thủy di chuyển từ nhà thứ tám học sinh sẽ có một tháng học tập trung bình tuy nhiên sau khi sao thủy di chuyển vào nhà thứ chín Họ sẽ cần tập trung hơn một chút vào việc học vì họ có thể dễ mất tập trung. Cuối cùng, tử vi sức khỏe dự đoán một số tin tức tuyệt vời về sức khỏe thể chất của bạn. Bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện các bệnh mãn tính. Sức khỏe tinh thần của bạn có thể bị ảnh hưởng do tình hình tài chính, nhưng điều này có thể được khắc phục thông qua thiền và yoga. Ngoài ra, để duy trì sức khỏe thể chất, bạn nên tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn. 3. Song tử. Tử vi tháng 12 của Song tử dự đoán rằng bạn sẽ gặp trở ngại trong việc đạt được mục tiêu trong tháng này. Bạn có thể cảm thấy căng thẳng và thất vọng vì những trở ngại này, nhưng việc sử dụng các phương pháp phù hợp và luôn tập trung sẽ mang lại lợi ích cho bạn về lâu dài. Ngay cả khi quá trình này diễn ra chậm, bạn cũng sẽ không bị căng thẳng. Theo tử vi hàng tháng, đời sống tình cảm của bạn sẽ hài hòa trong tuần đầu tiên do ảnh hưởng của sao hỏa tử vi tình yêu của bạn cho thấy rằng bạn có thể cảm thấy mối quan hệ vô nghĩa tuy nhiên nếu giữ bình tĩnh và kiên nhẫn bạn sẽ có thể hiểu được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề và giải quyết nó tử vi tài chính song tử dự đoán rằng tất cả các khoản đầu tư thường xuyên và mạo hiểm của bạn sẽ mang lại lợi nhuận tốt đây là thời điểm tuyệt vời để thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh tuy nhiên việc tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính vẫn cần thiết. Mối quan hệ hài hòa của bạn với các đối tác cũng sẽ góp phần làm tăng sự giàu có của bạn. Tử vi nghề nghiệp dự đoán những tiến bộ đáng kể trong biểu đồ nghề nghiệp của bạn đối với các chuyên gia đang làm việc. Tháng này, bạn sẽ thấy được thành quả lao động. Mối quan hệ hài hòa của bạn với đồng nghiệp cũng sẽ có lợi cho sự nghiệp. Hơn nữa, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để tìm kiếm công việc mới đáp ứng yêu cầu của bạn theo tử vi sức khỏe của song tử bây giờ là thời điểm tuyệt vời để thử tất cả các hoạt động thể chất yêu thích vì sức khỏe thể chất của bạn sẽ được cải thiện sẽ có những vấn đề sức khỏe nhỏ có thể được điều trị thường xuyên bạn cũng nên chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng cách thực hành các kỹ thuật thư giãn lời khuyên chiêm tinh bạn có một mong muốn mạnh mẽ để đi du lịch. Trên thực tế, bạn có thể bị cuốn hút vào việc tìm kiếm tầm nhìn cá nhân của riêng mình. Khám phá nội tâm của bạn có thể thú vị hơn bạn tưởng tượng. Hãy duy trì sự tập trung vào ước mơ và bạn sẽ khám phá ra rằng cuộc sống của bạn luôn được cải thiện. Đừng nghe những người nói rằng điều bạn muốn là không thể. 4. Cự giải nếu tin tưởng vào chính mình thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội thành công trong mục tiêu đề ra trong tử vi tháng 12 cung cự giải. Bạn có quyết tâm thành công nhưng sự sụp đổ của bạn bắt đầu khi bạn nghi ngờ chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ nghi ngờ bản thân vì điều đó sẽ làm tổn hại đến cơ hội thành công của bạn. Theo tử vi tình yêu, hành tinh sao Kim sẽ hỗ trợ cặp đôi trở nên hòa hợp hơn về mặt cảm xúc trong mối quan hệ ảnh hưởng của sao thủy có thể gây ra một số khó khăn. Bạn có thể củng cố mối quan hệ bằng cách tránh những tình huống có thể gây khó chịu. Một kỳ nghỉ cùng người ấy sẽ giúp bạn tránh được một số tình huống khó xử trong tương lai. Tử vi cự giải dự đoán tình hình tài chính không thuận lợi vì có thể mất tiền vào những khoản đầu tư rủi ro. Bạn phải hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định tài chính. Vì ngay cả những lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài sản của bạn. Bạn cũng nên nỗ lực để duy trì mối quan hệ hài hòa với các đối tác, vì điều này có thể giúp bạn đảm bảo sự giàu có. Trong những thời điểm khó khăn này, bạn phải tập trung duy trì dòng tiền thông qua các khoản đầu tư thường xuyên. Tử vi sự nghiệp dành cho những người đang đi làm cho thấy tháng này không thuận lợi cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn sẽ gặp vấn đề với đồng nghiệp điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất của bạn. Hơn nữa, vì tuyệt vọng, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm những công việc khác mà bạn nên tránh vì nó sẽ không mang lại lợi ích lâu dài. Học sinh có thể gặp một số gián đoạn trong học tập do vị trí của cây tu, nhưng vị trí thuận lợi của sao thủy trong nhà thứ 5 và thứ 6 sẽ có lợi cho họ. Tử vi sức khỏe dự đoán rằng các bệnh mãn tính và tái phát sẽ được cải thiện. Đây là tháng lý tưởng để bạn tận hưởng các hoạt động ngoài trời yêu thích. Vì sự nghiệp và tài chính, bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nó có thể điều trị được bằng thiền và yoga. Ngoài ra, để duy trì sức khỏe thể chất tốt, bạn nên tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn. Lời khuyên chiêm tinh. Đã đến lúc phải mở lòng, bạn đã chờ đợi đủ lâu để người khác chủ động Mọi chuyện sẽ chỉ xảy ra nếu bạn dám hành động. Có thể bạn có niềm khao khát mà bạn đang trải qua về một điều gì đó mà bạn không thể chạm tới được, như thể có điều gì đó đang thiếu trong thế giới của bạn. Hãy dành thời gian ngay bây giờ để khám phá xem bí mật đó là gì. 5. Sư tử. Tử vi tháng 12 dành cho sư tử dự đoán một tháng có nhiều kết quả khác nhau vào tháng cuối cùng của năm 2023. Các vị trí hành tinh thuận lợi cho bạn, điều này sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại và đạt được mục tiêu. Sẽ có những khó khăn do ảnh hưởng của sao Mộc và sao Kim. Tuy nhiên, bạn sẽ có được sự hỗ trợ của những người thân yêu giúp bạn vượt qua những trở ngại đó và thấy cuộc sống tiến triển hơn. Vì sao Mộc ở nhà thứ 9 nên sẽ có cảm giác bình yên, đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, Sao thủy ở nhà thứ tư và thứ năm sẽ tạo ra bầu không khí êm dịu và hài hòa hơn trong nhà. Các cặp đôi sẽ nhận thấy mối quan hệ của họ đang tiến triển và sẽ háo hức thực hiện bước tiếp theo. Những cặp đôi muốn kết hôn trước cuối tháng 12 năm 2023 có thể thực hiện được nhờ ảnh hưởng thuận lợi của sao kim đối với cung hoàng đạo, tình yêu của họ sẽ nảy nở. Ngoài ra, Sao Mộc sẽ mang đến cho họ nhiều cơ hội theo đuổi nền giáo dục đại học ở nước ngoài và đạt điểm cao trong các kỳ thi cạnh tranh. Tử vi sự nghiệp tháng này có vẻ không mấy hứa hẹn. Do điều kiện hành tinh không thuận lợi, bạn có thể có một số hiểu lầm với đồng nghiệp, điều này sẽ cản trở sự thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn có thể tìm kiếm công việc thay thế vì tuyệt vọng, nhưng điều này sẽ không giúp ích gì về lâu dài. Bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Tử vi tài chính tháng này dự đoán một số tình huống tài chính không thuận lợi. Các khoản đầu tư rủi ro của bạn có thể dẫn đến thua lỗ và các khoản đầu tư thường xuyên của bạn sẽ không mang lại lợi nhuận tốt. Kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn nên được tạm dừng và mối quan hệ hài hòa của bạn với các đối tác sẽ hỗ trợ việc duy trì sự giàu có của bạn. Từ vi sức khỏe tháng này dự báo những điều tốt lành. Tháng này sẽ chứng kiến sự cải thiện về sức khỏe thể chất và sự biến mất của các bệnh tái phát. Bạn phải chăm sóc sức khỏe tinh thần vì các vấn đề liên quan đến căng thẳng sẽ phát sinh do vấn đề tài chính và sự nghiệp. Duy trì sức khỏe bằng cách tập thể dục thường xuyên, ăn kiêng và các kỹ thuật thư giãn. Lời khuyên chiêm tinh. Bạn có một số cơ hội tuyệt vời Hãy chú ý vào thời điểm này vì ở khắp mọi nơi đều có những dấu hiệu chỉ cho bạn đi đúng hướng để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. 6. Sử nữ. Theo tử vi tháng 12 sẽ ôn hòa đối với Sử nữ. Tháng này là tháng lý tưởng để thực hiện các mục tiêu của bạn. Bạn có triển vọng phát triển tốt vì bạn có thể theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên hành tinh sao thổ có thể gây ra một số khó khăn mà bạn có thể vượt qua bằng sự quyết tâm và tự tin theo tử vi tình yêu người xung quanh bạn sẽ tràn ngập tình yêu và hạnh phúc tháng này sẽ tuyệt vời cho bạn và đối tác tuy nhiên cả hai bạn cần tránh những vấn đề do yếu tố tác động bên ngoài bạn cũng có thể đi nghỉ để cải thiện khả năng tương thích về mặt cảm xúc và tránh những bất đồng với đối phương vì vị trí các hành tinh không thuận lợi nên tình hình tài chính của người xử nữ không được thuận lợi. Theo tử vi tài chính của bạn, bạn nên thận trọng khi thực hiện các khoản đầu tư rủi ro vì một sai sót nhỏ có thể gây ra hậu quả sâu rộng. Bạn cũng nên tạm dừng kế hoạch mở rộng kinh doanh. Duy trì mối quan hệ hài hòa với các đối tác có thể giúp bạn đảm bảo sự giàu có. Sao kim ở nhà thứ hai và thứ ba, điềm báo tốt cho sự nghiệp. Sao thổ ở nhà thứ 6 có thể giúp bạn tập trung và cống hiến nhiều hơn cho công việc. Vì vị trí của sao Mộc, bạn có thể phải đối mặt với áp lực và vấn đề trong công việc. Tháng này, trong khi sao Kim sẽ tăng thu nhập của bạn thì Rahu, Ketu và sao Mộc có thể mang đến cho bạn những khoản chi tiêu bất ngờ. Những người sở hữu một doanh nghiệp có thể không kiếm được lợi nhuận lớn nhưng họ cũng sẽ không mất nhiều tiền. Đây có thể không phải là tháng tốt nhất để phát triển công ty của họ. Tử vi sức khỏe của bạn dự đoán rằng bạn sẽ có sức khỏe thể chất tốt, bạn sẽ khỏi bệnh mãn tính. Những bất tiện nhỏ sẽ xảy ra và có thể được khắc phục bằng các phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Sao Mộc ở nhà thứ 8 có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, căng thẳng và lo lắng, trong khi Rahu và Ketu có thể gây ra các vấn đề về lưng. Bạn phải thực hành các kỹ thuật thư giãn để khắc phục điều này. 7. Thiên Bình. Tử Vi tháng 12 cung Thiên Bình dự đoán tháng này sẽ thịnh vượng do điều kiện hành tinh thuận lợi. Sự thay đổi trọng tâm này sẽ mang lại cho bạn sự hài hòa hơn trong thời gian tới. Đeo một viên hồng ngọc gần trái tim sẽ giúp cho năng lượng tình yêu này được bộc lộ. Màu đỏ đậm, tràn đầy lửa và niềm đam mê viên hồng ngọc có thể mang lại cảm xúc mạnh mẽ hơn cho cuộc sống của bạn. Bạn sẽ nhiệt tình với mọi việc mình làm và sẽ phát triển khả năng đưa ra quyết định đúng đắn một cách nhanh chóng. Hơn nữa, bạn sẽ được bao quanh bởi những người tốt, những người sẽ hỗ trợ bạn. Tử vi tình yêu của Thiên Bình dự đoán rằng tháng 12 sẽ là một tháng chậm chạp trong đời sống tình cảm của bạn. Sẽ không có cảm xúc giữa bạn và đối tác. Bạn có thể tránh điều này bằng cách kiên nhẫn và cố gắng thuyết phục đối tác về tình cảm của bạn dành cho họ. Điều này sẽ thúc đẩy sự tự tin của họ trong mối quan hệ và những ngày tốt đẹp hơn đang đến. Tử vi tài chính tháng này dự đoán một số tăng trưởng trong biểu đồ tài chính. Bạn có thể cần phải xem xét lại việc đầu tư vào đầu cơ vì nó có thể làm cạn kiệt tài sản của bạn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính bạn có thể tiến hành kế hoạch mở rộng kinh doanh. Theo tử vi nghề nghiệp của các chuyên gia đang làm việc, bạn có thể mong đợi một số sự phát triển trong biểu đồ sự nghiệp. Bạn sẽ duy trì mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp, điều này sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành các dự án. Nếu bạn đang có ý định thay đổi công việc thì nên cân nhắc lại vì tháng 12 không phải là thời điểm tốt nhất để làm điều đó. Về mặt sức khỏe thể chất và tinh thần từ vi sức khỏe tháng 12 của bạn có một số tin tốt. Những căn bệnh tái phát của bạn sẽ được cải thiện, cho phép bạn tham gia các hoạt động ngoài trời yêu thích. Để duy trì sức khỏe tinh thần, bạn nên thực hành các kỹ thuật thư giãn như yoga và thiền. Lời khuyên chiêm tinh. Cho phép bạn thời gian để vui chơi. Gần đây bạn đang quá coi trọng bản thân. Đã đến lúc bạn phải quay trở lại guồng quay của mọi thứ liên lạc với người quen cũ gửi email cho những người mà bạn đã lâu không liên lạc nhận lời mời nếu không tìm được bữa tiệc nào hãy tự tổ chức bữa tiệc của riêng bạn bạn đang ở một vị trí tuyệt vời để trở thành một diva xã hội vì vậy hãy tận dụng nó bạn có thể gặp những người thú vị nhất ở những nơi không ngờ tới nhất vì vậy hãy luôn mở rộng tầm mắt và sẵn sàng nở nụ cười xinh đẹp Ai đó cần một cái ôm và bạn có thể là người trao nó cho họ. Sự tập trung của bạn đang chuyển từ mong đợi tình yêu đến với mình và hướng tới cảm giác cống hiến cho người khác. 8. Bọ cạp Tử vi tháng 12 của bọ cạp dự đoán rằng tháng này sẽ dễ chịu với bạn nhờ có sao thủy và sao kim. Bạn sẽ học cách giải quyết tất cả các vấn đề trong cuộc sống khi tháng trôi qua. Sao Thủy sẽ hỗ trợ bạn tập trung vào kết quả lâu dài và sẽ thay đổi cách nhìn của bạn theo chiều hướng tốt hơn. Tử Vi tình yêu tháng 12 kêu gọi bạn tập trung vào việc thúc đẩy sự tự tin của đối tác trong mối quan hệ. Điều này sẽ cải thiện khả năng tương thích cảm xúc của bạn với đối tác. Bạn cũng có thể tránh các vấn đề với đối tác bằng cách buông bỏ quá khứ và tập trung vào tương lai. Hơn nữa, để có một cuộc sống hôn nhân lành mạnh và hạnh phúc, bạn nên cởi mở về những nhu cầu với bạn đời. Về mặt tài chính, bạn phải thận trọng khi đưa ra những quyết định quan trọng vì một sai lầm nhỏ có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Do điều kiện hành tinh không thuận lợi, bạn cũng nên thận trọng với những khoản đầu tư rủi ro và mở rộng kinh doanh vào thời điểm này, theo tử vi tài chính của bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là chờ đợi thời điểm thích hợp để đầu tư. Theo tử vi sự nghiệp Tháng 12 không phải là tháng tốt cho các chuyên gia làm việc. Ngay cả khi những vị trí xuất sắc không có lợi cho bạn, bạn vẫn phải duy trì mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp để hoạt động tốt hơn. Đây cũng không phải là lúc để thay đổi công việc vì nó sẽ không có lợi cho bạn về lâu dài. Bạn nên tiếp tục làm tốt công việc và hy vọng vào những ngày tốt đẹp hơn học sinh sẽ gặp phải tình trạng chậm trễ trong học tập do sao thủy ở nhà thứ 8 và chuyển động nghịch hành của sao thổ. Sao thổ ở nhà thứ tư có thể gây ra một số vấn đề với sức khỏe của mẹ bạn, cũng như khiến bạn lo lắng và đau đầu. Lời khuyên chiêm tinh Đã đến lúc phải đi chệch khỏi con đường cũ và đi theo con đường ít người đi. Bạn có thể phát hiện ra rằng nhiều vấn đề khiến bạn bận tâm là kết quả của việc bạn tập trung vào những gì đã mất hơn là những gì có thể đạt được. Hãy nắm lấy cơ hội và bắt tay vào một cuộc phiêu lưu mới theo cách bạn chưa từng làm trước đây. Nếu bạn không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu thì bây giờ là thời gian thích hợp. Bạn sẽ ngạc nhiên thú vị bởi những gì bạn khám phá được. 9 nhân mã từ vi hàng tháng của nhân mã dự đoán rằng bạn sẽ có thể có những khởi đầu mới trong tháng này. Điều này có thể thực hiện được nhờ những điều kiện thuận lợi do mặt trời, sao hỏa và sao thủy hỗ trợ. Tuy nhiên, những vấn đề nhỏ sẽ nảy sinh do ảnh hưởng của sao thổ, nhắc nhở bạn rằng thành công sẽ đến sau một thời gian chật vật. Đầu tháng là thời điểm tốt nhất để bắt đầu một nỗ lực mới. Bạn tập trung vào bản thân và các vấn đề cá nhân của bạn. Tử vi tình yêu tháng này của nhân mã dự đoán những hiểu lầm giữa bạn và đối phương. Bạn có thể cân nhắc việc chấm dứt mối quan hệ, nhưng bạn phải kiên nhẫn để tránh những tình huống nhất định. Khi tháng trôi qua, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong đời sống tình cảm. Bạn cũng có thể đi nghỉ cùng người ấy để trở nên hòa hợp hơn. Tử vi tài chính tháng này của nhân mã không mang lại điểm may mắn. Các khoản đầu tư thường xuyên của bạn sẽ không mang lại lợi nhuận bạn cũng nên thận trọng khi thực hiện các khoản đầu tư rủi ro và mở rộng kinh doanh vì một sai sót nhỏ có thể dẫn đến tổn thất lớn để đảm bảo sự giàu có bạn nên duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác sự phát triển nghề nghiệp của bạn sẽ ở mức trung bình trong tháng này để tránh những rắc rối ở nơi làm việc bạn nên ưu tiên duy trì mối quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp thay vì tuyệt vọng tìm kiếm một công việc mới bạn nên tập trung giải quyết vấn đề bằng cách xác định nguyên nhân gốc rễ. Những người sở hữu một doanh nghiệp sẽ thấy lợi nhuận đáng kể và lợi tức đầu tư thuận lợi. Tháng này thậm chí có thể mang đến cơ hội mở rộng kinh doanh. Đây là thời điểm tuyệt vời để đi du lịch và tiến hành công việc kinh doanh. Nếu bạn đã trì hoãn chúng trong một thời gian dài thì bây giờ là lúc để hành động, đặc biệt là từ ngày 10 đến ngày 25. Nhân mã sẽ có một tháng suôn sẻ và thuận lợi theo tử vi tháng 12. Vì sao thổ ở nhà thứ ba nên họ sẽ duy trì được sức khỏe và thể chất tốt trong suốt cả tháng. 10. Ma kết Trong tháng này, sao thổ sẽ ở cung thứ hai, điều này vừa tốt vừa xấu đối với ma kết. Theo tử vi tháng 12, sự tiến bộ của mọi người thuộc cung hoàng đạo ma kết sẽ bị cản trở trong tháng này. Sao thủy và sao kim sẽ hỗ trợ bạn vượt qua những trở ngại này. Bạn sẽ kết thúc một năm thành công nếu biết cách tận dụng tối đa các kết nối xã hội. Tháng này, tử vi tình yêu Market mang đến cho bạn một số tin vui. Ban đầu sẽ có xích mích giữa bạn và đối phương, nhưng điều này sẽ được giải quyết trong những tháng tới. Sau đó, không cần phải chứng minh tình yêu của bạn với đối tác vì họ sẽ hiểu cảm xúc và sự cam kết của bạn đối với mối quan hệ. Khi sao mộc ở nhà thứ tư, các thành viên trong gia đình có thể thiếu sự hiểu biết lẫn nhau. Vị trí của sao hỏa không thuận lợi và có thể gây ra vấn đề trong các mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, họ sẽ có thể giao tiếp hiệu quả và giải quyết những khác biệt. Tháng 12 dường như là một tháng tốt đối với market về mặt tài chính vì họ sẽ đạt được tiến bộ với các kế hoạch đầu tư hiện tại. Các khoản đầu tư mang tính đầu cơ và rủi ro của bạn cũng sẽ mang lại lợi nhuận tốt và mối quan hệ của bạn với các đối tác sẽ giúp ích cho bạn về mặt tài chính. Mặc dù đây là thời điểm tuyệt vời để mở rộng kinh doanh nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến của nhà chiêm tinh trước khi tiếp tục. Theo tử vi tài chính của bạn, điều này sẽ giúp bạn đảm bảo và gia tăng sự giàu có. Do điều kiện hành tinh không thuận lợi Tử vi sự nghiệp của bạn dự đoán market sẽ có một tháng bình thường trong tháng này. Những người đang làm việc sẽ chỉ được hưởng lợi từ việc duy trì mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp. Điều này sẽ giúp ích cho họ theo những cách không ngờ tới. Hãy tập trung làm việc chăm chỉ và hoàn thiện bản thân, rồi những ngày tốt đẹp sẽ đến. Theo tử vi tháng 12 năm 2023, sao thổ có thể gây đau mắt và đau răng. Trong khi sao Mộc có thể gây lo lắng cho những người thuộc cung Ma Kết. Lời khuyên chiêm tinh. Trong tháng 12, bạn sẽ được nuôi dưỡng bởi tình yêu, hạnh phúc và thành công. Bạn sẽ không có lý do gì để phàn nàn. Để đạt được điều gì đó, đôi khi bạn phải chấp nhận rủi ro. 11. Bảo Bình. Hãy chuẩn bị để nhận được một lời đề nghị thú vị vào đầu tháng mà không thể từ chối được. Tuy nhiên Trước khi đồng ý, hãy xem xét mọi thứ cẩn thận, đặc biệt nếu vấn đề liên quan đến tài chính. Để thành công, bạn phải tập trung và lựa chọn đúng. Bạn sẽ nhận được các dự án và hoàn thành chúng nhanh hơn với sự trợ giúp của mặt trời, sao hỏa và sao mộc. Tử vi tình yêu bảo bình dự đoán ảnh hưởng của sao kim sẽ gây ra nhiều vấn đề trong đời sống tình cảm của bạn dành thời gian với đối phương và lắng nghe nhu cầu của họ cuối cùng sẽ giúp bạn vượt qua chúng điều này sẽ làm cho mối quan hệ của bạn hài hòa và tương thích hơn bất kể những trở ngại bạn gặp phải bạn bè sẽ cố gắng ngăn cản bạn tham gia các hoạt động yêu thích và những điều mang lại niềm vui cho bạn tuy nhiên bạn sẽ giải tỏa căng thẳng theo cách này vì vậy hãy sử dụng nó một cách thoải mái Tử vi tài chính của Bảo Bình dự đoán tháng này sẽ có kết quả tốt đẹp với họ. Các khoản đầu tư hiện tại và rủi ro của bạn sẽ mang lại lợi nhuận tốt. Đây là thời điểm thuận lợi cho kế hoạch mở rộng kinh doanh của bạn, nhưng trước tiên bạn nên tham khảo ý kiến của một nhà chiêm tinh. Kết nối xã hội và mối quan hệ tốt với đối tác của bạn cũng sẽ có lợi cho bạn. Nếu bạn đang kinh doanh, hãy đảm bảo rằng bạn đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh chóng, vì rất có thể ai đó sẽ cố gắng làm điều gì đó cho bạn mà bạn không hề biết và khiến bạn phải trả giá hãy tiêu tiền một cách khôn ngoan vì lúc này bạn đang có nguy cơ chi tiêu quá mức do điều kiện hành tinh không thuận lợi mặc dù bạn làm việc chăm chỉ và có mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp nhưng bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự thăng tiến hay phần thưởng nào hơn nữa việc thay đổi công việc sẽ có tác động lâu dài đến sự nghiệp của bạn bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào trong sự nghiệp tử vi sức khỏe của bạn dự đoán rằng bạn sẽ có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện các bệnh mãn tính và bệnh tái phát duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tốt đòi hỏi phải có chế độ ăn uống tập thể dục yoga và thiền định thường xuyên bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình nếu có bất thường nhỏ thì cũng nên đến gặp bác sĩ. 12. Song Ngư. Tử vi tháng 12 của Song Ngư dự đoán sao Kim sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của bạn. Bạn sẽ được thúc đẩy bởi bản năng để đạt được các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của những người tích cực xung quanh, bạn sẽ khắc phục được những vấn đề do sao Hỏa gây ra. Theo tử vi tình yêu, Đời sống tình cảm của bạn sẽ bị cản trở bởi những khó khăn mà đối phương đang gặp phải. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách buông bỏ những điều không quan trọng trong mối quan hệ. Hơn nữa, hãy thể hiện tình yêu và sự cam kết của bạn với đối tác, điều này sẽ hỗ trợ bạn đời của bạn vượt qua những vấn đề đó và có một cuộc sống lành mạnh. Sao Kim ở nhà thứ 9 sẽ đặt ra những thách thức đối với các cặp đôi chưa kết hôn nhưng họ có thể kết hôn vào cuối tháng 12 năm 2023. Họ cũng có thể phải đối mặt với những khoảng thời gian khó khăn trong công việc cũng như chi phí gia đình ngày càng tăng. Tháng này sẽ thịnh vượng đối với cung Hoàng đạo Song Ngư. Các khoản đầu tư hiện tại và đầy rủi ro của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây cũng là thời điểm tốt để thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh của bạn. Về sự nghiệp, bạn sẽ không thấy được sự thăng tiến như mong đợi trong tháng này. Bạn sẽ tin rằng mọi nỗ lực của bạn đều vô ích. Tuy nhiên, theo tử vi sự nghiệp, bạn nên tập trung giải quyết vấn đề bằng cách xác định nguyên nhân gốc rễ. Bất kể những vấn đề này, bạn sẽ duy trì mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp, điều này sẽ có lợi cho bạn trong tương lai. Vì Ketu ở cung thứ 8 và Rahu ở cung thứ 2, học sinh có thể gặp khó khăn trong học tập nhưng sao mộc ở cung thứ hai sẽ đưa ra sự hỗ trợ mà họ cần tử vi sức khỏe dự đoán một số vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần để duy trì sức khỏe thể chất tốt bạn nên tuân thủ chế độ ăn kiêng và tập thể dục hơn nữa nếu có vấn đề nhỏ về sức khỏe bạn nên đi khám bác sĩ ngay để tránh những vấn đề về sau để cải thiện sức khỏe tinh thần bạn nên tập yoga và thiền